Đang số kiện xem nào. Thế nào? Có. À, xem nào. Mình chiếu qua chồng lại hỏi bảo chiếu qua. Anh chưa trở về à? Đâu, cây ông ấy bảo mình mang về nuôi hộ nhưng mà vừa rồi mình trổ ra nó bốn mũi thế thì ông ấy dâm vào trong cái ngọn cây nguyệt nó mua 5 triệu ấy. Vâng. Nó toàn trong cái sơ dừa bớt thế. 0913 320 0913 rồi. 320 thử alo luôn xem đúng không? Dạo này chắc bác cứ bận thể thao chứ bận. Tin. Thể thao. Được, chắc đang thể thao. Học hành. Đâu hôm nay có mang cái nào đây không anh? Đây à? À thế à? Bình đấy nhỉ? Có mỗi cây đây bác đúng không? Ừ. Bao tiền cây này ạ? 18 triệu. 18 triệu. Tam Điền này. Tam Điền cây cổ. Cây hướng cổ. Án tiếc bông tán tròn đầy rồi. Cũng từ Văn Giang lên nhỉ? Cũng từ Văn Giang lên nhỉ? Đúng rồi. Gần nhà Văn Giang, gần nhà Lập này. Cách 5 cây. 18 triệu. Đấy, nhà nào biệt thự để trước. Còn khủng long bạo chúa ở đây. Còn khủng long bạo chúa. Ở đấy con này nhà nhà này này à ba con này này chính là những phản mong muốn bao nhiêu đây gần chục triệu còn bao này còn ba triệu biển đấy chứ tan lên chim mà 3,5 triệu à biển thì là 2,5 triệu ăn ngấm đây vợ. Làm nào mua cho mỗi người được một cây tốt quá. Cả chợ ông cũng ủng hộ mỗi người ra. Đúng rồi, em mong thế mà. Kiện cũng làm như đi. Về phải đục bỏ cái gầm kia đi nhỉ? Cái này cả cái đường chạy nó dịch dạng quá. Không nghĩ là cho nó thoáng cái chỗ. Để cho nó gầm không cái thân. Ông gửi mình cây vào về lộ ra nhưng mà kiểu ông chôn lâu ở trong cái sơ dừa nó phốt phốt lâu rồi đúng không? Ừ. Cây nó yếu quá nhưng mà ông đi xem nào ông bán thì còn đến lúc mà chết được phí không mình bán đâu thôi à, ông mua 5 triệu giờ ông bán nó chết răm dần ở nhà ông cũng chết rồi lấy của người khác à? Ừ, lấy của người khác mình mang về mua nhưng bây giờ mình trổ ra mình trồng thì nó thối bối dễ rồi trồng hộ ông ấy thôi không phải là rất bận thể thao kia à có Zalo có khi nhắn tin để đọc được ừ, nhưng mấy anh người đồ cháy hết chim mà có Zalo thì bây giờ về có số với lại ừ, đấy nhiều cô không gọi được thì nhắn tin đấy. Chơi này quá ai giá rẻ gấp chợ giá chợ là còn rẻ có mà thích đưa về sửa sang đục vật thoải mái chất liệu còn sửa xanh này còn là xanh quê thì ăn chịu đấy con lá này mà xanh quê thì ăn chịu giá hợp lý nhất chợ cây này mặc khô lá thì còn là
xịn luôn. Có form thiết chuẩn rồi. Nó đẹp. Chứ những cái da của Nam Việt tưởng nó trắng cơ mà. Ở đâu tìm được anh ấy? Da trắng, da vàng, da xanh. Sáu loại Nam Việt. Nó ổn ít đấy, hơn chục loại. Nam Việt hạt, các loại Nam Việt. Đây kho ở kiện này, chắc là của kiện, à không phải, đây trên xe này không phải. Chả biết của ai. Chả biết của ai. Đây xuất hiện có những phía này với phía kia. Được phết. Răm như răm ruồi nhỉ? Răm như răm ruồi. Sao trong ảnh nó xấu thế? Trong ảnh như xấu. Răm như răm ruồi nhỉ? Đấy, chú nhìn ảnh ở cũng thích đấy, ra ngoài này phê lòi. Chứng tỏ chụp ảnh kém. Đây ở mang 2 cây đúng không? Đấy, 2 cây này thì bao nhiêu? 15 triệu. Cây này là căng hơn nhỉ? Cây này căng hơn. Tiếc chưa? Tiếc chưa? Tiếc, có tiền đâu mà tiếc. Có tiền thì mới tiếc. Có tiền. Chú cần, cái là không cần phải tiền. Em nợ khó chịu. Ai nợ chả khó chịu, chẳng qua tôi thôi thì mình thích thì đam mê thì mình mua. Là mình không 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 trở ngay được cái chứ. Có đâu mà mua được bác? Không để được. Đây em quan xanh đi đây này. Dạ. Em quan xanh đi kèm bằng kèm trắng kèm gì đó. Phải nhìn răm như răm ruồi. Lại được cây này phụ cây. Nhìn như cây đa ở làng. Cụ cây ấm bóng. Hợp lý thế mà không có nào múc. Khó chịu nhỉ. Mà hợp lý thế mà giá tụt quần rồi. Biện thế bây giờ ơi nhìn cây này xong rồi này có một lô đẹp này chú ạ. Kìa chết. Tiền đâu mà cây này nhìn thụ thế. Cây này nhìn thụ nhỉ. Thụ. Ông này ngày xưa ông cũng làm cây hiện đại phết đấy nhỉ. Từ xưa đã theo cái hướng hiện đại. Thì bây giờ nó mới được cổ răm như thế này. Chứ không thì bây giờ mà tròn như cái đĩa bánh. Lập kia bán cây hay nhưng mà rất rẻ nhưng mà lại ít người đến đáng tiếc.
đều có những cái chốt dễ hợp lý công việc trong quê. Nếu mà cái cây này vệ nó xòe như cái cây tôi mới lấy thì được hay. Chạy đua vũ trang này chết, nhưng may thấy cây ưng ưng mai lại cái cây đẹp hơn, tiền đâu mà in kịp. Đấy. Bỏ chợ đi. Không, nhìn cái quả này kinh. Hôm này hôm lập người ta bán lực trước phải là chuyến được con cây của lực này. Chi chít ngọt tít tít. Dưới không lại được đâu. Giá thì rất ít. Ông này ngày xưa ông ấy chịu khó làm hiện đại nhỉ. Thì nó biết được như này. Khó quá, khó làm. Ông ý là ông ấy có cái mắt tương lai ấy, làm cái răm này này. Ngon, con tít tiền thì rất ít. Đấy, con tít, ngon con tít, tiền thì rất ít. Bao nhiêu ba chục. Ông này là ông nuôi là ông thứ hai, không mấy. Bao nhiêu ba chục. Ông làm cái này là ông làm cái giai đoạn cuối cùng. Sao lại để cháy này tiếp? Cháy đâu chú? Cái miếng này. À cái miếng đấy thì không tính rồi. Thì ngày xưa đúng không? Những ngày đêm ai có sớm muộn thì cho người khác bỏ. Nhưng mà đúng là anh chú bảnh xấu quá. Bảo em không thích. Giờ sao nhìn là phê lo anh ấy. Không phải như nhìn cái lá, lá cũng đẹp, tạm biệt. Anh tiếc cái lá anh không vặt từ sáng nay ra đây các chú bảo thôi. Không tiếc tổng gì cả, cắt. Nhưng mà cây này thì phải vặt ra thì mới nhìn thấy được. Để nguyên cái này á. Để nguyên cái không nào ra hỏi. Cây này bao tiền? 20 triệu anh ơi. Thôi rồi. Tôi tưởng vài 17 triệu thì còn được. 17 triệu thì có trả 19 triệu rưỡi trả này chưa bán này. Không được. 19 triệu thôi gì vậy? Đặt hỗ trợ cho cây đẹp lắm, cây cực đẹp, nó ở Nam Định nó mang về 7 triệu đó. Cái xanh đéo ấy, chính chỉ ra kia 7 triệu, cái xanh bên kia 1 lô. Cực đẹp 7 triệu. 6 triệu, 5 đến 7 triệu. 1 lô. 6 triệu kia mày cả. Cực đẹp 4 triệu kia. 1 lô. Wow, chứ ông muốn mua lắm nhưng phải nói thế cái đã. Nhưng mà giờ có mua, có tiền cả mua được. Được đẹp sang bên kia một lô 7 triệu thôi. Về người ta rồi, không phải của mình nữa rồi. Hai cây này. Đây, con nào chung kết hai cây này thì vui. Mời cứ có vợ nó lại em tôi mà. À thế à, sắp có vé cơm rồi. Thụ cây. Cây bên này là không phải đúng không? Cây bên này là có ông khác đúng không? Được. Mặt mini dưới này. Giờ mà lấy cái đôi này mà cho chịu đến 2030 thì lấy ngay. Cái bãi này của bác nào đấy? Có anh chân dài. Ui. Sorry, cây. Cây đừng có mua giống người làm gì. Cây chuyển à? Bao nhiêu đây? Bao nhiêu đấy người mẫu? 15 triệu. 15 à? Chuyển luôn à? Số rồi đấy. Đấy, người số nổi tiếng lắm rồi. 0982 đây. Rồi. 705. 096. 096. Có tiền đâu mà. Luôn luôn đấy, không phải. Nhìn nó như cái núi đá đấy. Núi đá thì phải cây đâu mà.
gốc bồ mặt chỉ đấy. Chơi này về là không phải mua non bộ nữa. Không phải non bộ, chơi không phải mua non bộ, thả nước thả mấy con cá ở dưới bơi tung tăng. Chơi anh ấy. Này nó đục đấy. Nó đục như thế một con cá trù này. Không xin 82 705 09 sau. Đây nó bị bầu như thế này anh bảo. Thế tôi làm sao kia? Đắng à, đắng à, đi cái trái đắng à. Phút này cứ nuôi lại tốt không? Giờ này tính đi săn mọi mặt trận nhỉ, tới mấy anh em đúng không? Nó đưa bác lên, tôi đưa bác lên mạng kinh lắm. Đi săn. Tôi thấy anh nào như là clip rồi đấy. Clip rồi đấy. Được. Đây con này hôm trước đây rồi. Cũng rất đẹp. Sớm có mấy anh Tài qua đây mà không chung kết được bảo giá cả. Anh Tài thì nhiều người chúng đang mua luôn đi. Giá cả. Này là của nó đây đúng không? Từ đấy. Nó này. Quan từ đuổi theo em ơi, làm từ đuổi theo. Che lớp đuôi đầu mà. Ok được. Sáng cửa. Chủ ngày nào nó chủ ạ. Xe máy nó ra điện.